Viên đang dùng một mũi tên trúng hai mục đích. Chúng ta đang thấy rầm rộ trong câu chuyện là ra hàng của Vin cổ loa bên Đông Anh. Và chúng ta nhìn thấy cái đơn giá Rumo dự kiến đều 200-300 triệu mét vuông, 300-400 triệu, có những, nói chung là một căn liền kề đâu đó 62-63 mét vuông đến 70 mét vuông thì đâu đó khoảng tầm từ 16-17 tỷ đến mấy chục tỷ. Và chúng ta nhìn nhận nếu mà cái giá nó mà so sánh với cả Vin Hưng Yên, với cả Vin của Hải Phòng, ví dụ so sánh với Vin Hưng Yên đi, thì chúng ta nhìn thấy là một căn ở cổ loa sẽ bằng hai căn ở bên Hưng Yên. Vậy thì điều đó thì mình nghĩ đấy chính là cái câu chuyện họ đang muốn đẩy sóng Vin Hưng Yên hơn. Rồi là cái chiêu nữa, marketing nữa là đẩy giá 5% của Vin Hưng Yên lên để có thêm cái kinh phí để làm những cái quà tặng chính sách, hoặc là chính sách cho sale. Nói chung là họ không bao giờ cắt tiền thịt, họ sẽ phải tăng giá lên, sau đó đẩy vào cái phần tiền thưởng cho sale đại lý. Thì đại lý cứ thế là hô hào để bán được hàng thôi. Thứ hai nữa, họ sẽ dùng cái key đó là so sánh với Vin cổ loa. Còn nếu mà họ không đẩy sóng được cái Vin Hưng Yên, đúng không, không đẩy sóng được cái đấy, thì họ ra hàng được Vin cổ loa với cái giá kia, nếu mà thị trường chấp nhận thì họ cũng là trúng cái mục đích rồi. Cho nên một mũi tên trúng hai mục đích. Vậy thì cái câu chuyện ở đây bây giờ, nếu chúng ta là người đầu tư, chúng ta sẽ chọn ở Hưng Yên, chọn Hải Phòng hay là chọn ở cổ loa? Các bạn đánh sóng, đúng không, các bạn đánh sóng thì các bạn có thể mua lúc đầu, các bạn rất rất vui, có những chỗ các bạn sẽ ăn. Cái này nó không phải tất cả, ví dụ là 10 phần thì khoảng tập 8 phần mất, 2 phần được. Thế người nào mà nó tốt vào 20% thì nếu mà nghe cái video này thì người ta sẽ không thích, người ta sẽ nghĩ rằng như thế này như thế kia. Nhưng nếu mà người nào mà lọt vào chỗ 80% còn lại thì người ta là à, nó đúng như thế. Vậy thì câu chuyện là các bạn lọt vào top bao nhiêu phần trăm, có chỗ sẽ ăn được và có chỗ sẽ không ăn được, đúng không? Thậm chí là các bạn đang làm sale mà các bạn chi tiền ra chạy marketing để quảng cáo, để đón khách, để tiếp cận khách hàng, để bán hàng đấy. Các bạn không có một tư duy chiến lược, nhìn nhận đằng sau những cái chiến lược ra hàng của họ, chiến lược truyền thông của họ, thì các bạn cứ đốt tiền thôi và các bạn bỏ hết công sức thôi, không biết trọng số nó như thế nào. Các bạn không biết đưa ra được một cái quan điểm trong chiến lược tư vấn để đầu tư, thì như thế cũng là cái thiệt cho các bạn. Nên video này nó phù hợp với cả các bạn làm đầu tư hay các bạn làm sale, các bạn đều có thể sử dụng được. Ví dụ mà giao ở Vin cổ loa, họ không bán được Vin Hưng Yên, không bán được Vin Hải Phòng chẳng hạn, họ bán được Vin cổ loa, ô thế họ cũng đã đạt mục đích rồi, bởi họ bán được giá cao, lợi nhuận họ vẫn có, mà vẫn có, quan trọng là vẫn có tiền. Mèo đen mèo trắng không quan trọng, còn nếu mà được cả mèo đen cả mèo trắng thì được hai con mèo, còn được một con mèo đen hay được một con mèo trắng không quan trọng, nó vẫn là mèo mà, đúng không các bạn? Rồi là ví dụ như là bây giờ anh muốn bán Vin cổ loa, đúng không, cổ loa đang hot, đúng không, hàng trăm hàng ngàn sale, hàng vạn sale chạy vào bán cổ loa, đúng không, ai cũng nói đến cổ loa, đúng không? Tôi sẽ đưa ra điều kiện anh, một có thể đặt cọc ký quỹ, đúng không, hai là anh bán hai căn ở Vin Hưng Yên, anh bán hai căn ở Hải Phòng, anh để anh đổi lại lấy một căn, lấy hàng ở Vin cổ loa để anh bán. Vậy tự nhiên là người ta được rất nhiều mục đích, rất nhiều mục tiêu, đạt được rất nhiều cái kế hoạch của người ta. Nhưng mà với cái bối cảnh thị trường này thì không thể nào đạt được như thế, ít lắm, xác suất để phần trăm xảy ra kịch bản đấy là ít. Còn những nhà đầu tư thì các bạn cứ so với như này so với kia, không ngờ tần các bạn bị gọi là gì nhỉ, dẫn dắt từ đấy, phải tẩy não, bị dẫn dắt thị trường, gọi là gì nhỉ, thao túng tâm lý đấy. Đấy gọi là thao túng tâm lý, là các bạn sẽ dính trưởng vào điều này và các bạn rút tiền ra, các bạn mua. Giống như chung cư nữa thôi, chung cư thì mình có khảo sát qua mấy bằng người em ấy, thì các bạn bảo là cứ ra tòa nào đấy hết, ra căn nào đấy hết, căn đấy phải booking mới đặt được, vì các bạn đang bị thao túng tâm lý mà. Cái nguồn cung bây giờ, nguồn cung ở chung cư bây giờ ít không à, mà nguồn cung chung cư bây giờ đang làm có đối thủ, chung cư hiện nay là không có đối thủ, bởi vì không có nhà, không có giá nhà thấp, dẫn đến là những cái chung cư thương mại cao cấp bên nào nó không có đối thủ. Sẽ có đối thủ, các bạn yên tâm, chung cư nhận nhà bàn giao xong phải tầm 2 năm. Đấy, nhanh nhất cũng phải 5 rưỡi, đấy là những cái hàng xếp này kia, nhưng mà phải 2 năm. Nhá. 2 năm là các bạn mới vào ở được. Thì lúc đấy nó tràn lan đại hải ra những cái điều đó. Đúng không? Những cái tòa đang xây nó bán giá rẻ hơn cho các bạn. Thì đấy cũng là đối thủ. Cho nên là các bạn đầu tư, các bạn phải chú ý cái điều đó, chứ không là các bạn bị dẫn dắt thao túng tâm lý. Ví dụ mình làm cái video này thì nếu mà có nhiều người sale, người ta đang bán hàng, người ta bảo ông này biết cái gì rồi chẳng hạn, còn là nhiều người này đang giữ cái
đang quan tâm chẳng hạn, đang quan tâm hoặc là đang có nhà đấy chẳng hạn, các bạn bảo ơi ông này thằng trai biết cái gì chẳng hạn, không biết cũng được, không sao cả, miễn sao là anh em có tiền là được rồi nhá. Còn những anh em nào mà đầu tư hay không đầu tư, anh em nghe cái này thì tham khảo thôi, còn đợi thời gian nó kết quả nó trả lời ấy mà, các bạn hiểu không? Vẫn đầu tư nhưng mà nó không phải là thời điểm này, hoặc nếu có biết chọn, nếu có đầu tư các bạn phải biết chọn dạng vị trí. Các bạn không biết chọn dạng vị trí là các bạn sẽ ăn đòn, chắc chắn là điều đó rồi, bởi vì nguồn cung nó quá lớn. Bốn cái yếu tố để tác động đến một cái dự án bán được, một cái dự án chúng ta đầu tư được hay không, đầu tiên chúng ta phải nói đến nguồn cung, đúng không? Thứ hai chúng ta phải nói đến là đơn giá, đúng không? Thứ ba chúng ta phải nói đến vị trí chiến lược, đúng chưa? Đấy, chúng ta phải nói đến vị trí chiến lược. Và cuối cùng nữa là chúng ta nhìn thấy đó là gì ạ? Cái xu hướng hành vi của chủ đầu tư đấy như thế nào, lịch sử uy tín của chủ đầu tư đấy như thế nào, qua cầu rút ván hay như thế nào, hay thậm chí là các bạn nó kích đẻ nhưng mà đẻ kích nó không kích được cái gì. Nên là đồng tiền đi đền cũng chuột đấy, các bạn đi mà tự bảo vệ điều đó nhé. Các bạn lập luận được một chiến lược kế hoạch hay thì các bạn cứ vẫn mua bình thường, quan trọng là con số kinh doanh là con số mà. Còn các bạn bảo mua để ở, mua để cho thuê, mua này kia thì, hay mua vì sở thích đam mê ấy, thì mình không nói cái điều đó rồi, mình không nói điều đó rồi. Nên cả bạn đang làm sale hay bạn đang là nhà đầu tư, các bạn cứ lưu lại cái video này nhá, lưu lại lúc nào đấy thì các bạn xem lại xem nó đúng không, biết đâu nó sai be bét ra, nhưng mà nếu không may nó đúng thì các bạn có thêm được cái giải pháp đề phòng ngay từ bây giờ nhá, có thêm cái giải pháp ngay từ đầu. Đã đầu tư phải có hai kịch bản, kịch bản thuận là gì, kịch bản ngược là gì, và mỗi một kịch bản chúng ta đều phải có những cái giải pháp cho nó, không có giải pháp là chúng ta sẽ ăn đòn nhá. Đấy thì là chúng ta phải chú ý điều đó nhé, bởi vì chắc chắn rồi các bạn bỏ được tiền đầu tư ra 10 tối thiểu 15-20 tỷ trở lên cơ mà. Đấy lúc đấy thì nói lên vô ngồi khoe oai là đừng dậy nhà giàu tiêu tiền nhá, lúc đấy có mất cả đít luôn ý. Còn các bạn không biết, các bạn cần mình hỗ trợ tư vấn cho các bạn, đăng ký dịch vụ tư vấn riêng thì cứ dự án là 30 triệu thôi, gặp nhau thôi, lên chiến lược kế hoạch đàng hoàng thôi nhá, thì như thế là nó hiệu quả hơn. Nếu thấy phù hợp thì hãy đăng ký, không thấy phù hợp thì thôi nhá. Đừng có bao giờ nhìn cái số tiền chi phí, mà các bạn hãy nhìn cái số tiền các bạn đầu tư, đừng có tham bát bỏ mâm, đúng không? Giống như kiểu các bạn đi khám bệnh thế thôi, đôi khi các bạn chụp chiếu X quang cái đó nó không ra bệnh, nhưng nó là cái phương pháp sàng lọc loại bỏ được cái điều đó, chứ không phải là cái chụp nào phải tìm ra bệnh, không phải. Sàng lọc dần là sàng lọc dần, sàng lọc loại bỏ dần đấy. Thế thì các bạn gặp mình tư vấn như thế, các bạn loại bỏ thêm nhiều những cái rủi ro chứ, đúng không? Rủi ro về thời điểm, các bạn lúc nào cũng nói ra xả cái câu chuyện là thời điểm đầu tư gì nữa, nhưng các bạn có áp dụng được không? Không áp dụng được, đúng không? Có những người mà cứ tầm 15, 20 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ các bạn đầu tư mà cứ lỗ 10-20% nó mất mấy tỷ thôi. Thì đấy là cái câu chuyện. Bởi vì 100 ông đi mua thì 100 ông muốn kiếm lời, chẳng có thằng nào mà không kiếm lời cả. Nhưng nói bảo là 100 ông đầu tư an toàn là phải đầu tiên, nhưng mà chắc được mấy người. Bởi vì người ta lúc nào đặt tâm thế là muốn chiến thắng, chứ người ta không muốn phòng thủ. Mình phải xây dựng hàng phòng thủ trước chứ, hàng hậu vệ trước chứ, sau đó chúng ta mới tấn công chứ, đúng không? Không có móng thì làm sao chúng có thượng tầng được nhá. Thì phải chú ý cái điều đó, không là thời gian tới là các bạn bị thao túng tâm lý là mệt đấy. Nhưng còn chiến lược đấy mình phải nói là hay. Còn nếu các bạn mua đẻ đó, mua đến mục tiêu khác, về mặt sản phẩm thì không có chê một cái gì cả. Mặt sản phẩm vị trí thực sự là không chê, mỗi tội là chúng ta dân kinh doanh mà, dân kinh doanh chứ không phải là dân gọi là chơi mua giống như những chị em đâu, mua cái váy mua cái áo đâu anh em, không phải nhá. Đều tiền mồ hôi nước mắt của anh em đấy, có thể là tiền đấy là tiền đen tiền đỏ của anh em thì vẫn là cái tiền mồ hôi nước mắt của anh em đấy, bảo vệ cho cái đấy tốt. Còn nếu cần thực sự cần mình hỗ trợ riêng thì các bạn đăng ký tư vấn. Còn nếu mà các bạn muốn mua bán bất động sản đâu mà các bạn chưa biết triển khai như thế nào, các bạn có thể đăng ký order nhá. Đăng ký order thì mình sẽ hỗ trợ, và đăng ký mua hộ đấy, order nhiều tiếng Anh đôi khi này không biết, đăng ký mua hộ nhá, 1-2% phí, về có công chứ không công ai làm cho chúng ta nhá. Chúc các bạn đầu tư an toàn, thắng lợi, có lợi nhuận, có tiền, và đặc biệt phải an nhàn thư thái để cuộc sống chúng ta tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn muốn đóng góp gì thì hãy comment bên dưới.